Bon Bon TV. Anh Nhện, em gái em đang vẽ ai đây? Em thấy anh khéo tay quá. Nhưng mà em vẽ ai thế? Tất nhiên là vẽ anh rồi. Anh làm gì có đen thế này đâu. Tại em không có màu nên tô bằng bút chì nên da của anh mới đen như vậy đấy chứ. Thế anh có muốn vẽ đúng màu da không? Có. Vậy anh mua màu cho em đi. Thôi, anh da đen cũng được. Ok. Anh đi nhặt ve chai tiếp đây. Kiếm được nhiều tiền anh mua màu vẽ cho nha. Anh đi cẩn thận nha. Này này, bố mẹ tớ mới mua cho tớ một bộ màu mới nè. Vẽ tranh cực đẹp luôn. Wow, đẹp quá. Nhờ có bộ màu mới này mà tớ được điểm mồi đấy. Ôi, thích thế. Ước gì bố mẹ tớ cũng mua cho tớ hộp màu này. À? Không được sờ vào, hỏng màu của tớ. Hai cậu chỉ được đứng xem thôi. Đúng là cái đồ xấu tính. Ngày hôm sau, các em có thích hộp màu này không? Dạ có ạ. À. Ta-da! Wow, đẹp quá thầy ơi. Nó to gấp mấy lần hộp màu của mình luôn. Nhà trường sắp tổ chức cuộc thi tô tượng. Bạn nào tô đẹp nhất sẽ được hộp màu này. Cơ hội của chúng ta đây rồi. Ơ kìa. Còn lâu nhá, hộp màu này sẽ là của tớ. Anh Nhện, sao lại ngồi thở dài mặt cậu non thế? Sắp tới trường em có tổ chức cuộc thi tô tượng. Người giành giải nhất sẽ được một hộp màu to ơi là to. Nhện em vui vẻ kể lại cho Nhện anh nghe về cuộc thi sắp tới. Vậy thì tốt quá, em có năng khiếu chắc chắn sẽ thắng. Nhưng mà em không có màu nước để tô tượng. Đừng lo, anh có cách. Cách gì hả anh? Chúng ta sẽ pha màu từ những nguyên liệu có sẵn. Được sao? Đúng vậy, mau đi theo anh. Nhà chắc khi bán thuốc nam chỉ dùng hạt gất. Ruột gất thì vứt đi. Chúng ta sẽ xin để làm màu đỏ. Khoan đã, chắc kỳ xấu tính lắm. Nếu cậu ta biết chúng ta chế màu thì sẽ không cho đâu. Ờ, khó nhỉ. À, anh làm cái gì thế? Chúng ta sẽ đợi chắc kỳ vứt ruột gất đi thì mới nhặt lại. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến luôn kìa. Ai, sao mà nắng thế nhỉ? Chúng ta có ruột gất đây rồi. Ruột gất này có thể chế thành màu đỏ đó. Hai người đang làm cái gì đó? À, không, không có gì đâu. Hai người này bị sao vậy? Chả hiểu kiểu gì. Củ nghệ để lấy màu vàng, quả mồng tơi để làm màu tím, rau má để làm màu xanh, ruột gất để làm màu đỏ, than tre sẽ làm màu đen. Vậy là chúng ta có đủ nguyên liệu cần thiết rồi. Nhưng mà em vẫn thấy hơi ít anh nhỉ. Ba màu cơ bản vàng, đỏ, xanh là em có thể chế tạo ra thêm những màu khác. Thật tốt quá, em cảm thấy chiến thắng nằm trong tầm tay của mình rồi. Anh tin em mà, chúng ta bắt tay vào chế màu thôi. Bây giờ thầy sẽ phát cho mỗi em một bức tượng nha. Em xin thầy ạ. À, đây là của em. Em xin thầy. Của Chucky đây. Em cảm ơn thầy. Này, tớ sẽ là người chiến thắng cho mà xem. Sếp, tớ cũng có màu nước đấy nhé. Mình nhớ nhà cậu làm gì có tiền để mua màu nhỉ? Cậu lấy đâu ra nhiều màu vậy? Tớ và anh Nhện đã chế màu từ những nguyên liệu có sẵn đó. Anh Nhện giỏi thật đấy. Tưởng thế nào? Sao? Cuộc thi bắt đầu. Mình sẽ trang trí thật đẹp cho bức tượng của mình. Thêm một chút màu nâu vào đây nào. Mình nhất định phải giành chiến thắng. Chắc kia trông cậu buồn cười quá. Các cậu cười cái gì thế? Không, không có gì đâu. Ờ, công nhận cậu ấy khéo tay thật đấy. Không được, cứ như vậy cậu ấy sẽ thắng mất. Đúng rồi. À, cậu làm cái gì vậy? À, tớ nhỡ tay mà. Thật là. Cậu ta vẫn sửa được à? Đã vậy thì dám giỡ trò à? Đúng là cái đồ xấu tính. Liêu liêu. 15 phút sau. Các em đã rất cố gắng trong kỳ thi này. Thầy đánh giá rất cao sự nỗ lực của các em. Tuy nhiên,
chỉ có một tác phẩm giành chiến thắng. Nhà vô địch năm nay đó chính là... Hồi hộp quá đi mất. Miss Grand, nhện hồng. Chúc mừng cậu nhé nhện hồng. Không thể như thế được. Đây chính là phần thưởng dành cho người chiến thắng. Mọi người hãy cho một tràng pháo tay chúc mừng nào. Chúc mừng cậu nha. Vừa nãy thầy thấy hết rồi, xem lại làm như vậy. Dạ em. Gia đình nhện hồng rất là khó khăn. Em không giúp bạn thì thôi, đừng phá bạn chứ. Vâng, em biết lỗi rồi ạ. Em xin lỗi thầy. Thôi, lên chúc mừng bạn đi. Nhện hồng, chúc mừng cậu nha. Linh Trang, Amanda sôi động. Bon Bon, mọt sách. Hoàng, soái ca. Chất kỳ, năng động. Harley Quinn và các diễn viên khác. Hãy xem đôi chân vàng trong làng bóng đá đây. Yeah. Chết rồi. À, cháy nhà rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi, anh ơi. Ôi không. Hả? Con có sao không? Con đi theo mẹ. Mẹ ơi, cứu con với. Con sợ lắm, Maggie. Mẹ, cẩn thận nhé. Maggie, con ở đâu? Mẹ ơi, con ở đây. Khó thở quá. Con mau bịt mũi lại đi. Đi theo mẹ. Cháy lớn quá. Con đi ra trước đi, nhanh lên. À! Trận hỏa hoạn đó đã cướp mất người mẹ, để lại hai anh em Husky chính thức trở thành trẻ mồ côi một thời gian sau. Cô chú, anh chị cho em xin vài đồng đi. Anh ơi, bỏ cái tay ra. Hôm nay chắc lại không có gì ăn rồi. Trời lúc này đột ngột tối om và sấm chớp. À, sợ quá. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Em cứ ngồi yên trong đó nhé. Mọi chuyện được cũng sẽ qua thôi. Cuối cùng thì ánh nắng đã lên sau một cơn mưa kéo dài. Em cố gắng chịu chút, xin được tiền anh sẽ đi mua đồ ăn cho em ngay. Hả? Có tiền rồi, con cảm ơn chú. Không có gì đâu. Hôm nay anh em mình được ăn no rồi. Đó là... chắc là bếp của chú ấy rồi. Ôi là trời, nhiều quá. Em mới làm cái trò gì đấy? Đưa đây cho anh, phải trả lại cho chú ấy. Anh hất gì, thật là ngu ngốc. Mình đi thôi em. Chú ơi, đợi một chút nè. Từ từ đã. Chú à, giật cả mình. Chú đánh rơi ví rồi này. Ồ, mọi thứ vẫn còn nguyên. Cháu là một đứa trẻ tốt bụng. Hai anh em về sống với chú nhé. Hai đứa vào đi. Wow, nhà đẹp quá. Nhiều đồ ăn quá. Cháu ngồi xuống đi. Hai đứa cứ tự nhiên nhé. Cháu uống đi, đừng ngại. Lâu rồi mới được ăn ngon như vậy. Ngon quá. Hai anh em từ nay cứ ở đây với chú nhé. Cháu cảm ơn ạ. Và từ đó, cuộc sống của hai anh em hết ghi đã thay đổi rất lớn. Được bố nuôi đưa đi mua sắm và đi du lịch khắp các nơi. Hả? Chiu chiu. Chết này, chết này. Hết ghi, lại vứt đồ ăn bừa bãi rồi. Em trai, đừng chơi nữa. Mau quét nhà, dọn dẹp sạch sẽ đi. Anh đi mà quét, bật cả mình kìa em. Thôi, mình quét vậy. Bố đi công tác mấy ngày, con ở nhà trông nom nhà cửa nhé. Đây, cầm lấy. Dạ, không cần đâu bố. Cầm lấy, bố đi đây. Money, cho em đi. Cho gì? Anh đưa tiền đây. Thế này là đủ rồi. Em trai, không được. Quậy hết mình đi các bạn. Này tớm ơi. Cạn ly. Hết ghi, mau về thôi. Không về, đánh ra. Ui da, đau quá. Cậu có sao không? Anh về đi, đừng quấy rầy em nữa. Nhanh, đánh ra. Xem ấy lại thành như thế này chứ. Nhìn gì mà nhìn, đi. Hết ghi. Quẩy lên nào. Dậy đi, dậy ngay. Đồ hư hỏng này, con đang làm cái gì vậy hả? Lại còn uống bia nữa. Đừng xuất hiện trước mặt bố nữa. Con xin lỗi. Còn với chả cái. Chán quá, lần này bố tức thật rồi. Hả? Mùi thơm quá. Xúc xích dê đây, mua một tặng một tính tiền hai nào. Quá, ngon quá. Cho em một cái ạ. Khoan, trả tiền đã. Ờ, tiền đây. Hả? Ờ, không có tiền đúng không? Đi. Mua xúc xích đi nào. Ôi, cướp.
Ôi da, anh làm cái gì vậy? Mày dám xô vào tao à? Ờ, đây là đâu? Ôi, chân của mình bị sao thế này? Đừng cố, vô ích thôi. Từ bây giờ mày sẽ phải đi xin tiền cho tao. Không, em không làm đâu. À, dám cãi lời à? Giờ có đi không? Dạ em có. Từ đầu như thế có phải ngoan không chứ? Cô chú anh chị làm ơn cho em xin vài đồng. Đi nhanh đi. Chà, thằng này trông vậy mà khá đấy. Khá lắm, giờ đứng dậy theo tao. Hơi kìa, em đang ở đâu? Hả? Ơ kìa, ở đó có tiếng khóc. Này, mang đi. Dạ, em cảm ơn. Em cảm ơn ạ. Ôi, đói quá. Cứ ngoan thì cái gì cũng có. Haki, Haki, anh trai, sao hai đứa bị xích thế này chứ? Không sao, chỉnh chút. Cẩn thận đó anh. Không cài hết, đi thôi. Ui da, đứa nằm với cái chảo ở đây thế này. Đứng lại, chạy thôi. Mau lên nào. Dám chạy à? Ôi không, Haki, thích chạy này, thích chạy này. Không được đụng đến em trai ta. Đồ xấu xa, độc ác. Đánh cho người chừa luôn này. Dừng dừng dừng, hắn ngất rồi. Các người, ui, chạy mau lên. Xem các người chạy kiểu gì. Không được. À, à. Em trai, Haki, đừng làm anh sợ. Nó đã chết rồi. Ôi không, mình chuồn thôi. Tỉnh lại đi Haki. Em xin lỗi vì tất cả. Đừng bỏ lại anh một mình. Không, Haki. Haki đã đến với vòng tay của mẹ con rồi. Mình đi thôi con. Hãy sống những ngày tháng thật hạnh phúc nhé, Haki. Ôi dạ. Cái thằng này đi đứng kiểu gì thế hả? Ờ, bạn ơi, bình tĩnh bạn ơi. Bạn thân ơi, hãy vui lên nào. Hòa nhịp ca vang với bao bạn bè. À, lại bị điểm không rồi. Về nhà mẹ lại đánh cho u tai. Suốt ngày sơi trứng ngỗng, không kéo anh em mình lại ở lại lớp. Chả có nhẹ. Không sao, bôi cao sẽ khỏi, bôi tỏi sẽ lành. Một tương lai tươi sáng đang chờ đón chúng ta. Leo leo, đúng là cái đồ học dốt. Em sẽ về mét mẹ để xem tương lai của anh còn tươi sáng được không nha. Mày lại nói cái gì đây hả con kia? Dậy mau. Đứng lại. Chúng mày đứng lại đó cho anh. Để xem con ranh kia nó mạch lẻo cái gì nào. Mẹ ơi mẹ, mẹ xem bài kiểm tra của con đi này. Ôi dồi ôi, 10 điểm cơ á. Con gái của mẹ giỏi quá. Nhưng mà mẹ ơi, ngày xưa bố với mẹ ai là người học giỏi hơn ạ? Tất nhiên là mẹ học giỏi hơn rồi. Hồi xưa bố còn á là chiến thần cúp học, ông hoàng ăn vụng, kẻ hủy diệt sổ đầu bài, huyền thoại đổi sổ, ngày nào cũng bị phạt cho lên bờ xuống ruộng ấy chứ. À, thế con biết anh Bon Bon giống ai rồi. Hôm nay á con thấy anh Bon Bon lại bị điểm không. Anh lại bị điểm không. Còn nói cái gì cơ, Bon Bon nó lại bị điểm không á. Ôi dồi ôi, còn với chả cái nuôi tốn cơm tốn gạo. Nãy anh về cùng con mà giờ không thấy anh đâu mẹ. Amanda, vào nhà lấy cho mẹ cái chổi lông gà. Có nghe ạ. Toàn thật rồi ông giáo ạ. Nam tử hán đại trượng phu, có mỗi bài kiểm tra bị điểm không gì mà căng. Đi vào luôn chứ sợ gì. Mẹ ơi con về rồi. Mẹ đi đâu thế nhỉ? Mẹ, bớt người ta, anh Bon Bon sắp bị mẹ đánh kia. Mẹ mẹ, nghe con giải thích đã. Trình bày lên phương. Nội công của mẹ thâm hậu thế không biết. Đánh cây nào, nát đít cái đó. Ây da. À, đau quá. Ôi chào ơi, mùi gì mà thơm quá vậy nè. Mùi thơm khiến lòng người phải sôi sùng. Amanda, cái gì đấy? Mắt anh để làm cảnh à? Đây là cây xúc xích đặc biệt thơm ngon mẹ mua cho em đây. Cho anh ăn với. Không bé ơi, anh được 10 điểm đi rồi mẹ thưởng cho. Anh mà được 10 điểm á,
thì có mà lợn nái biết leo cây à. Thế anh tập leo cây đi, nhìn em ăn làm mẫu một lần đây này. Khoan. Em gái yêu quý, cho anh cắn một miếng bé tí thôi. Mai đi học, có đứa nào bắt nạt, anh bảo kê cho em. Anh á, chỉ được cắn một miếng bé tí tới đây thôi á. Anh nhớ rồi. Ăn xúc xích ngon ghê. Bên, suốt ngày bắt nạt em thế hả? À, mẹ ơi, đừng đánh con. À, buồn cười quá. Hả? Anh cười gì thế? Nhìn thấy gì đây chưa? Mẹ đền cho em cái kẹo mút siêu to khổng lồ này. Anh thấy nó đẹp không? Anh chả thèm. Tối hôm đó, Bon, sao lại bị điếm không? Sao lại bắt nạt em thế hả? Bon, mau đi cất đồ chơi đi. Bon, mau đi rửa bát đi. Quá! Cái thằng kia không cho ai ngủ à? Dạ vâng ạ. Mẹ chả yêu mình, chả quan tâm đến mình, suốt ngày chỉ biết mỗi Amanda thôi. Đã vậy, mình sẽ bỏ nhà đi. Lần này con sẽ cho mẹ biết thế nào là lễ độ. Phải quyết tâm ra đi. Trời vẫn còn tối quá. Thôi, để mai đi. Đi ngủ tiếp, sáng mai mình sẽ quyết tâm bỏ nhà ra đi. Để xem không có mình, ngôi nhà này có cười nổi hay không chứ. Sáng hôm sau. Úi giời, thưa mẹ con đi. Thế con định bỏ nhà đi đấy à? Con sẽ lên đường đi tìm độc lập, tự do, hạnh phúc. Để xem con trai mẹ đi bụi được mấy tiếng nha. Mẹ đừng khinh thường con, mẹ với em ở nhà bảo trọng, con đi đây. Này, Bon ơi, mẹ có chuyện muốn nói. Mẹ đừng cản con không mềm lòng đâu. Ý mẹ là lát nữa ra nhớ đóng cổng cho mẹ đây. Mẹ thật quá đáng. À, đây mới là hương vị của tự do. Thế này mới là cuộc sống chứ. Mình phải ăn hết những món mình thèm mới được. Tèn tèn, gà rán ơi. Cướp, SOS, cướp. Ui da, gà rán ơi, xúc xích ơi, kem tươi ơi, đói quá đi mất. Cái gì đây? Đúng rồi, không gì có thể cản bước được ta hành tẩu giang hồ. Làm được nhà rồi, nhưng thiếu mỗi đồ ăn, đói quá đi mất. Sao toàn là gấu bông thế này? Ngu quá. Biết thế ăn trộm mấy gói bim bim của Amanda thì bây giờ có phải đồ ăn ngập mồm rồi không? Không được. Mình bỏ nhà đi rồi cơ mà. À, có cách rồi. Đây chính là âm thanh của sự tự do. Hay quá, đàn nữa đi. Ồ, wow, có khi nào mình hát được nhiều tiền hơn không? Ê ơi, hát gì mà kinh quá. À, sao chỉ còn bằng này? Bằng này làm sao mua được gà rán? Không sao, vẫn đủ tiền mua bánh bao. Nhà của tôi đâu rồi? Lúc đi hết mình, lúc về mất cái nhà. Sukana ghê. Sao mưa đúng lúc thế? Ôi mẹ ơi. Mẹ, ngạc nhiên chưa? Amanda. Mà con hứa từ nay không đi bụi nữa. Con muốn ở nhà với mẹ cơ.
cha bố anh, làm mẹ đi theo anh từ sáng tới giờ mỏi hết cả chân. Cả em nữa nè, mũi đốt sưng hết cả chân rồi. Thôi, về mẹ nấu sườn cho hai anh em ăn nha. Yeah, đi về thôi.